Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Như mọi người xem vào vlog trước ấy thì mọi người cũng biết đúng không là mẹ Heo thì đã về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chỉ còn mình ở lại Hà Nội mấy ngày hôm nay để giải quyết công việc thôi. Mình với cả mẹ Heo đã yêu nhau được 9 năm rồi. Và trong suốt 9 năm này là tính ra cái số lượng ngày mà hai vợ chồng mình không ở bên cạnh nhau, chắc cộng dồn lại nó chưa đến được 2 tuần. Từ năm 2014 khi mà mình quen mẹ Heo đổi về trước ấy, thì lúc đó khi mà mình chưa có người yêu, khi mà mình có độc thân thì mình sẽ làm gì, mình sẽ đi đâu, mình sẽ đi về ai trong cái khoảng thời gian độc thân này. Tại còn ở Hà Nội đấy chứ, đúng không? Tại vì là các bạn biết đấy, là mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội mà, cho nên là mình nghĩ đây sẽ là một cái chủ đề khá là vui và mình sẽ dẫn các bạn đi theo 3 ngày khi mình còn ở Hà Nội một mình. Bây giờ thì mình đang khá là phân vân là không biết ăn sáng cái gì, nhưng mà trước hết thì đi mua một ly cà phê đã nhá. Cái video Hà Nội hôm qua đây vừa quay xong tức thì ngày hôm qua luôn, xong rồi cả đêm mình dựng đến 4:30 sáng. Tất nhiên là mình cũng vừa xem đá bóng luôn. À, rất là vui vì Liverpool hôm qua đã thắng. Các bạn có cảm giác là khi mà chúng ta một mình ấy, khi mà chúng ta một mình thì chúng ta sẽ làm việc mọi thứ nó sẽ được tập trung hơn không? Đây là outfit của mình ngày hôm nay. Một đôi giày thể thao này, đôi này thì bị rất là nhẹ. Đó, một chiếc quần dài. Cái này của mình, cái túi hộp này này, để được rất là nhiều đồ, mình để pin máy ảnh, tai nghe thì trong này. Áo thì mình mặc một cái áo phông trắng ở trong và một cái sơ mi kẻ caro ở ngoài. Cái này thì thật ra là trước đây khi mà mình vẫn còn độc thân và chưa lấy vợ ấy, thì mình rất hay mặc kiểu như này. Trông cái này nó cũng sẽ kiểu hơi sinh viên đúng không? Bạn nào mà thích những cái chiếc áo kẻ caro như thế này thì có thể mua ở Uniqlo nhá. Dự là ngày hôm nay sẽ là một ngày khá là nóng đây. Mình hẹn bạn Nghĩa cắt tóc là 9:15 mà bây giờ thì đang là 9:15 rồi. Cho nên là mình sẽ tranh thủ ăn cái gì gần gần ở đây thôi. Ngon mãi, cà phê đây rồi. Có nhiều bạn ấy, thỉnh thoảng các bạn ấy hay hỏi mình là mà cầm máy vlog như thế này thì có ngại không? Thì mình thú thật với các bạn là năm nay là mình làm YouTube đến năm thứ 5 rồi. Vừa ngày hôm qua khi mà mình cầm máy mình nói này, có một ông đứng kiểu như là bên đường thôi, thấy mình đi qua và nói này, một ông kiểu bố thằng điên. Thực tế thì chả việc gì phải ngại cả ấy. Nếu mà các bạn đã xác định làm cái công việc này, mình thấy công việc này là một cái công việc rất là thú vị ấy. Nó sẽ giúp cho mình bổ trợ được rất là nhiều những cái kỹ năng, và đặc biệt là giúp mình tự tin hơn nữa. Đây, phở gà Huyền Hương. Chị đang lọc gà này. Quán khá là đông và mình ngồi ngay ở chỗ mà chị đang lọc thịt và làm phở luôn. Trông rất là hấp dẫn, thơm nữa, nhưng mà mỗi tội ngồi đây thì gần nồi nước dùng ấy, cho nên là hơi nóng. Wow, trông hấp dẫn đấy chứ đúng không? Nhìn thịt rất là dày luôn. Vâng, cho em lên đặng thay ma nhé. Review một chút về quán phở vừa xong, thì quán phở vừa xong ăn khá là ok đấy mọi người. Nhưng mà mình gọi bát kiểu bát đặc biệt ý, cho nên là giá là 120.000. Thịt nhiều đùi. Đó, thì giá thì mình nghĩ chắc là cũng sẽ tương xứng thôi. Tại vì cái miếng thịt là to như vậy mà. Thì mọi người có thể ăn thử nhé. Lâu lắm rồi mình cắt lại cái tóc ngắn như thế này, tại vì cái tóc cũ nó cũng hỏng hết rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ trên đường về bên nhà bà ngoại của mình. Mình đã từng chia sẻ với mọi người đấy là từ bé thì mình đã ở với cả ông bà ngoại. Sau này thì từ năm 2014 khi mà bắt đầu yêu và lập gia đình thì mình không ở cùng với cả ông bà nữa. Ông mình thì cũng mất cách đây khoảng tầm 5 năm rồi. Thì bây giờ có bà và chị gái của mình ở nhà thôi. Bây giờ mình sẽ qua gặp mọi người và ăn cơm với mọi người. Vâng, con chào bà. Đó, tôi chưa có cái dịp ở trong Sài Gòn mà mình ra ngoài này với cả gia đình. Thì buổi trưa thì mình hay về ăn cơm với cả bà.
Buổi tối thì chị gái với cả em gái mình sẽ về với bà. Còn buổi trưa thì chỉ có bà ở nhà một mình thôi. Bây giờ thì mình sẽ về khách sạn và chiều nay thì mình sẽ đi họp, đi tiếp tục đi công việc ha. Anh thấy cái nội dung này cũng được. Thay đổi một tí đi thôi. Thay đổi đi một tí cho nó kiểu như là câu từ thử nó đơn giản hơn. Mình không biết là có bạn nào kiểu cổ lỗ sĩ như mình không. Là mặc dù là bây giờ cái AirPods nó rất là phổ biến rồi ấy, nhưng mà mình vẫn thích dùng cái tai nghe dây này hơn. Cho nên là đi đâu ấy mình cũng sẽ phải có hai cái. Một cái là cái đầu rắc tròn như thế này. Đó. Còn một cái thì để cắm vào điện thoại ấy, nó là phải là cái đầu rắc dẹt như thế này. Này thì nó xuất phát từ một cái thói quen của mình thôi. Cắm cái tai nghe vào tai như thế này này. Thì khi nào mà mình suy nghĩ thì mình luôn luôn có một cái trò là mình hay mân mê cái dây tai nghe như thế này. Hoặc là nhẫn cưới đây này. Đó, thì mình cứ xoay cái nhẫn cưới ở cái ngón tay này. Tại vì tay này mình đang cầm máy ảnh nên mình không xoay cho mọi người xem được. Đó, mình có một cái thói quen là như vậy. Cho nên là mình bị nào nhỉ? Bị thích ý, mình bị thích đeo tai nghe dây này này. Mặc dù trông thì nó bây giờ hơi lằng ngoằng dây dợ một tí nhưng mà mình thấy cũng ok mà. Bây giờ thì mình đang định hoàn thiện nốt một vài cái clip mà đang dang dở ấy. Đăng story lên đây, mình hỏi mọi người là mọi người có biết một cái quán nào mà ở gần nhà thờ nhỏ nhỏ yên tĩnh thì có thể ngồi làm việc được không? Mình không có thói quen đi ra ngoài hàng quán để mà ngồi làm việc đâu. Tại vì với mình ngồi ở nhà thì nó vừa yên tĩnh này, nó vừa đầy đủ tất cả những cái thứ mình cần mà ở nhà thì mình cũng vẫn có thể pha được những cái loại nước ngon giống như là ở ngoài hàng mà lại phù hợp với cái khẩu vị của mình nữa. Nhưng mà trước đây ấy, trước khi mình lập gia đình, hồi đó thì mình mở cửa hàng quần áo đầu tiên của mình là Kiến Store. Thì ngoài những cái thời gian mà mình ở cửa hàng xong thì mình sẽ ra những cái quán cà phê, những cái quán cà phê ngồi làm việc, rồi ngồi chơi kiểu nghỉ các thứ ở đó ấy. Tại vì hồi đó thì mình vẫn chưa có nhà riêng như bây giờ. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái quán cà phê nào đó lạ quanh nhà thờ đây mà mới đi. Nếu mà tìm một quán mới thì càng tốt để giới thiệu cho mọi người luôn. Cũng phải 7-8 năm gì đấy mình chưa ngồi trà chanh nhà thờ luôn. Không biết bây giờ là các bạn có hay ngồi trà chanh nhà thờ không? Nếu mà các bạn còn ngồi trà chanh nhà thờ, các bạn hãy comment ở bên dưới nhá. Lúc nãy vừa có một bạn nhắn cho mình một quán bánh với cả một quán cà phê ở ngay phố nhà thờ này. Đây bây giờ mình sẽ ra đấy ngồi thử xem như thế nào. Đây mọi người chỉ mình quán này. Đi vào ha. Có rất là nhiều những cái loại bánh này mọi người. Chắc là mình sẽ order bánh và order nước luôn. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là đáng yêu. Mình sẽ đi lên trên này để lên trên tầng. Mọi người nhìn kiểu mình chạm trần luôn ấy. Trên này nó là một cái gác xếp khá là thấp. Có một cái bàn như thế này. Dạ, đây là phần cà phê với cả bánh của mình này. Mình gọi một cái cinnamon roll. Ở trong thì sẽ là quế và đường, dạng bánh mì. Một cái bánh xoài dừa, mango coconut và một ly latte nóng. Có thể thì mình sẽ ngồi hơi lâu một chút. Mình sẽ ngồi hơi lâu một chút nếu mà mình chỉ gọi một bánh một nước thì thực ra nó hơi chẳng gọi là nào, nó hơi ít ý. Và nó sẽ khi mà mình ngồi lâu tại một quán mà mình gọi ít quá thì thực sự là cũng sẽ không tốt một chút nào cho người kinh doanh quán. Chính vì vậy mà nếu mà gọi thêm một nước nữa thì chắc chắn là mình sẽ không uống được đâu. Nên là mình gọi thêm một bánh nữa thôi, coi như là cũng review cho mọi người luôn để cho mọi người xem là bánh ở đây như thế nào. Cà phê ngon phết. Bánh ngon nha. Có nghĩa là bánh này không phải là dạng bánh mì mà là dạng bánh ngàn lớp. Dạng bánh ngàn lớp mọi người ạ. Ngon quá. Này hôm qua thì vợ anh vừa ở ngoài này xong nhưng chị Loan về rồi. Chị Loan về rồi. Đó, cho nên là bây giờ nếu mà em tặng anh cả một cái bánh này thì anh không biết để đâu ấy, mà hai ngày nữa anh mới về. Đó, phí quá. Thôi tiện tặng anh một ly cà phê mang đi nữa là ok, anh cảm ơn rất nhiều. Có thể okay. Anh muốn dùng cà phê gì ạ? Thôi tiện cho anh một, chắc là một cái, tiện cho anh một cái Americano đi. Vâng. Để cho anh một cái Americano mang đi, lạnh là được. Thật sự là... đó, đây là chính là những cái niềm vui khi mà bọn mình làm cái công việc này. Những cái niềm vui nó rất là đơn giản thôi. Những cái món quà của quán của các bạn mà gửi cho mình hôm trước là cồn đúng không? Hôm nay thì là bánh. Đấy là một cái món quà và mình nhận cái tấm lòng của các bạn như vậy là được rồi. Các bạn thì vẫn cho mình cà phê
với cả một đống bánh quy đây. À, nhiệt tình quá. Đây là cái gì nữa đây? Ồ, hai chiếc croissant. Trời ơi, ngon quá. Nhưng mà mình làm sao ăn hết được chỗ này? Tâm sự với cả mọi người một chút nhá. Lúc nãy trên đường mà từ quán cà phê về khách sạn ấy thì mình có nhìn thấy một hàng bánh và mình có vào mình mua thử một cái bánh để mình ăn. Tuy nhiên thì nó không ngon một chút nào cả. Thật ra thì như vợ chồng mình ấy, thì vợ chồng mình khi mà đi đến đâu thì bọn mình sẽ luôn luôn cố gắng là đi càng nhiều địa điểm càng tốt, càng ăn nhiều thứ càng tốt để mà có thể quay lại cho mọi người, cũng như là cái clip của mình, cái chủ đề nó cũng sẽ được đa dạng và xem nó sẽ phong phú hơn. Nhưng mà ấy, vợ chồng mình ấy thì có một với nhau một cái nguyên tắc là như thế này. Đấy là với những quán nào mà vợ chồng mình cảm thấy rằng là trong hai cái phạm trù, đấy là phạm trù thẩm mỹ và phạm trù khẩu vị, mà vợ chồng mình thấy không đẹp hay vợ chồng mình thấy không ngon thì bọn mình sẽ không đưa lên vlog. Không đưa lên vlog tại vì sao? Đấy chỉ là cái đánh giá chủ quan theo dựa theo cái sở thích cá nhân của vợ chồng mình thôi. Lỡ vợ chồng mình thấy không đẹp, vợ chồng mình thấy không ngon, nhưng mà những người khác họ thấy đẹp, họ thấy ngon thì sao, đúng không nào? Bên cạnh đó ấy, thì mình cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của người khác. Nói thẳng luôn là như vậy. Có rất nhiều bạn bảo là phải chê chứ, phải chê thì xem nó mới thật chứ, phải như thế này, phải như thế kia chứ. Nhưng mà mình thì mình lại thấy rằng là họ đã rất là cố gắng rồi, họ đã dồn toàn bộ tiền bạc, kiến thức, thời gian cho cái cửa hàng của họ, đúng không nào? Với mình thì mình thấy không ổn, nhưng với người khác thì người khác thấy ngon và người khác thấy ổn thì sao? Và mình cũng không thể làm vì một cái đánh giá chủ quan cá nhân của mình là một người có sức ảnh hưởng lại đi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Đó, đấy là cái quan điểm của vợ chồng mình. Nhưng mà nhá, nói thẳng luôn là nếu mà với những cái cửa hàng nào mà làm ăn gian dối này, thái độ phục vụ không tốt này, hay là lừa đảo chặt chém khách hàng này, thì vợ chồng mình không ngại vợ chồng mình đưa những cái đó lên vlog, tại vì cái đó thì nó thuộc vào cái phạm trù đạo đức rồi. Còn với những cái gì khách quan về thẩm mỹ hay là về khẩu vị thì vợ chồng mình không đưa lên. Đó, đấy là cái lý do mà tại sao mà khi mà mọi người xem ý, mọi người sẽ thấy rằng là bọn mình chỉ có khen thôi. Bọn mình khen và những cái gì mà bọn mình chê thì bọn mình sẽ cắt đi, thì vì bọn mình không muốn làm ảnh hưởng tới cái cuộc sống của họ. Chào buổi tối mọi người. Bây giờ thì cũng đã là 6 rưỡi tối rồi. Tối nay ấy, thì mình có hẹn ăn với cả những người bạn cấp 3 của mình. Trước khi mà mình có người yêu thì đây là cái hội mà mình đi chơi nhiều nhất, học với nhau những cùng nhau 3 năm cấp 3 này. Sau đó thì bọn mình chơi với nhau đến bây giờ, tính từ năm 2006 là đến bây giờ đã được 16 năm chơi với nhau rồi. Tối nay thì bọn mình cũng sẽ đi ăn chân gà nướng luôn. Kiểu rất là lâu rồi thì bọn mình mới gặp nhau và đi ăn hàng chân gà nướng đó. Hôm qua ngồi lại xong rồi nói chuyện với nhau cũng vui nữa. Sau đó thì mình đi qua gặp anh Huy. Anh Huy là đạo diễn của phim Thương Ngày Nắng Về này, với cả có cả chị Huyền, với cả có cả Linh Sugar. Đấy đều là những người anh em bạn bè mà ngày xưa cách đây 10 năm, tròn 10 năm là năm 2012 đã cùng mình làm bộ phim Cô Hàng Xóm Rắc Rối. Anh Huy là đạo diễn của Zippo Một Tạt Vào Em trước đây này, xong rồi Cả Một Đời Ân Oán này, xong rồi phim Tuổi Thanh Xuân này, rồi gần đây nhất thì là Thương Ngày Nắng Về đó. Còn chị Huyền Lizzy thì đang rất là thành công với vai Thương Ngày Nắng Về, thì mấy anh em kiểu cũng ngồi với nhau nói chuyện vui lắm. Tiếc quá đợt này thì mọi người lại không có mấy ngày mình ở Hà Nội thì mọi người lại không quay một cái ngày nào cả, cho nên là mọi người có hẹn mình là vào tầm giữa tháng 6 mình có việc mình lại bay ra Hà Nội, thì mình sẽ đột nhập đoàn phim và mình sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem. Vừa xong ấy, mình ngồi mình check điện thoại thì mình đọc những cái comment với cả những cái direct của các bạn nhắn tin cho mình về việc các bạn comment ở cái video Hà Nội trước mình mới up ngày hôm qua ấy, thì rất rất nhiều bạn cảm ơn mình vì các bạn ý cảm thấy Hà Nội gần gũi quá, cảm thấy Hà Nội đẹp quá. Hy vọng rằng là mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ gia đình mình nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và các bạn mỗi khi nào mà cảm thấy căng thẳng hay là mệt mỏi hay là có bất kỳ một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống, thì khi mà xem những video của gia đình Cam thì các bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Đợt này không hiểu sao mọi người, mình rất là thích mặc cái kiểu như là sơ mi khoác ở bên ngoài, những cái sơ mi dày dày rộng rộng ấy, khoác ở bên ngoài áo phông như thế này. Sao không còn cắt tóc ngắn nữa. Nhìn trông thoáng mát mẻ đúng không? Sáng sủa đấy chứ. Đó, thường là hậu trường những cái cảnh như thế sẽ là thế này. Quay lại lấy camera. Các bạn nhìn thấy hoa lọc kèn hay không? Đây là một loài hoa rất là đặc trưng của tháng 4 Hà Nội. Đây, bông này nở rồi đây. Tháng 4, tháng 5 Hà Nội thì sẽ có hoa lọc kèn. Ở Hà Nội thì sẽ có một vài quán cà phê truyền thống nổi tiếng, ví dụ như là cà phê Giảng này, cà phê Đinh này, hay là cà phê Lâm. Ở cà phê Đinh này thì các bạn sẽ nhìn thấy là xung quanh quán nhé, rất là cũ, rất là Hà Nội. Và đây chính là những cái gì mà Hà Nội xưa ấy bạn. Cổ kính này, xong rồi đẹp này, xong rồi yên tĩnh, xong rồi mọi thứ nó rất là thư thái, thư giãn khi mà các bạn đến đây. Mọi người có nhìn thấy ly cà phê trứng này có hình tháp rùa này, cành liễu với cả con chim không? À, lâu lắm rồi mới được uống lại cà phê Đinh đây, sau gần 2 năm vào Sài Gòn. Trứng ở trên thì rất là béo, ngọt vừa phải. Ở trên thì sẽ cái bột mà để các anh ấy làm nên cái cây liễu này, thì nó là bột quế mọi người ạ. Bột quế nhá, chứ không phải bột cacao. Khi mà cho bột quế vào nó sẽ hơi hơi có mùi thơm nhẹ. Uống sâu ở dưới thì mình có cà phê cơ. Cà phê thì sẽ là cà phê nóng nhá mọi người. Và đến vlog của nhà kia. Ăn bữa cơm để áp lực. Và đến TikTok của Trinh. Chào 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 chào. Chào mấy bạn, mình không có gì để dơ ra. Đây hôm nay bọn tôi đi ăn chả cá đi các bác. Đấy. Lâu lắm mới gặp nhau nhưng mà hơi thơm một chút nha. Vừa móng tôm vừa chả cá nha. Đấy. Đây là ông Thành này. Mấy lần đi ăn rồi. Hello mọi người. Đây nha, đây là cá này. Chả cá Hà Nội cho mọi người nha. Đây là lòng này đúng không? Đúng rồi. Đây là hành này. Giải trình nhưng mà không hỏi đúng không? Không có cả thì làm này. Xin mời, xin mời. Xin mời. Cá này. Đó, đây là bột cá. Đây là cá lăng nhá. Ăn bùi bùi mềm mềm này. Đây là lòng này. Ăn dai dai mà bạn nào thích ăn hành với cả thì là thì món này là chuẩn luôn. Đó. Mắm tôm với cả lạc các bạn cho vào xong rồi ăn thôi. Anh Thành này em đèo đâu. Thôi mày đi, mày tự đèo xem. Bây giờ thì sau khi ăn chả cá xong thì mọi người sẽ đi đã cà phê rồi. Công nhận mùi lẩu, mùi cá rán, mùi mắm tôm ấy. Thấy không, bây giờ sẽ ngồi đi ngồi cà phê nói chuyện làm giàu. Để em đèo cho. Không. À, mày sắp có bằng lái đúng không? Đã có thi. Bằng đâu, mày còn chưa thi. 3 tuần nữa thì em đèo cho. Con này mà có bằng mọi người đi con ra đường cẩn thận nhá. Không kiên ra được mấy hôm mát. Thời tiết xuất sắc luôn. Ở ngoài này có cái không gian rất là đẹp. Ở trong nhà đây. À, view này thì không đẹp lắm. Đó, thì mọi người đến đây thì mọi người có thể ngồi bên ngoài cũng rất là dễ chịu luôn, nhưng mà phải hôm nào trời mát cơ, chứ hôm nào mà trời nóng thì cũng mệt phết đấy. Hôm nay mát thôi. Thì ra ngoài mà ngồi.
Hẹn gặp lại các bạn ở Sài Gòn. Và Sài Gòn thì mình sẽ đưa các bạn đi chơi. Em đèo cho. Ok. Bye bye. Ok. Đối diện khách sạn mình có một cửa hàng tên là The Crab House. Thì ở đây có mấy cái board game này, xong rồi có cả mấy cái bộ cờ rất là xinh. Rồi cờ tướng này, xong rồi cờ vua, cờ cá ngựa này, đẹp không này. Thì mình sẽ mua một bộ cờ caro. Đây, một cái bộ cờ caro như thế này để tặng cho mẹ heo. Hôm nay thì là ngày 19 tháng 5 ấy. Thì 24 tháng 5 thì là tròn kỷ niệm 9 năm vợ mình với cả mẹ heo yêu nhau. Nên là mình mới mua cái bộ cờ caro này để tặng mẹ heo, xong rồi hai vợ chồng mình chơi luôn cái bộ cờ caro này để làm quà. Đó, đây bộ cờ luôn. Cảm ơn em nhé. Bây giờ đang là 3 giờ chiều và mình sẽ dẫn các bạn đi ăn phở gà nhé. Mình sẽ bật mí với các bạn luôn, hàng phở gà này là của một người bạn thân nhất nhất của mình hồi cấp 3 nháo mở. Hey, đây 42 Quán Thánh. Chắc là với hàng phở này thì cũng nhiều bạn biết rồi, tại vì là cũng là một quán nổi tiếng mà. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào nhá. Con chào cô. Lâu lắm mới gặp cô. Hello. Đây là bạn của tôi. Chào. Đây là bạn thân nhất của mình hồi cấp 3. Đấy. Thôi, không bỏ khẩu trang là cũng được. Đấy, bây giờ thì đói quá. Ăn phở có phở gì? Đâu vẫn phở gà như ngày xưa đúng không? Đúng rồi, có phở đùi, đây. Còn phở cánh. Chắc chắn là phở đùi rồi. Có ăn chân rút xương không? Ờ, được, được. Ăn cho bác phở trộn ăn thử xem nữa. Cũng được, nhá. Ok, phở trộn okay. Đi, thế chân hai quả trứng nữa nhá. Xưa thì mình với cả Trang là học cùng với nhau, cùng cấp 3, 3 năm cấp 3 Phan Đình Phùng ấy. Đấy, xong rồi đây là bạn thân nhất hồi cấp 3 của mình. Sau đấy thì Trang cưới một bạn cũng học cùng lớp cấp 3 mình luôn, cũng chơi trong nhóm luôn. Và yêu nhau từ những năm 2010 đến bây giờ là 12 năm rồi. Xong rồi cũng có gia đình rồi, cũng có hai bé gái. Rồi, đây mọi người. Ngày xưa thì không có phở trộn đâu, nhưng mà bây giờ thì có thêm phở trộn rồi. Đấy, rất là ngon, có cả chân gà rút xương này mọi người, phở đùi này, trong phở trộn thì sẽ có dưa chuột này, lạc này, hành phi này, đó, rau muối, bên này một bát nước dùng với cả quẩy để ăn kèm, đó, rất nhiều thứ. Rất đặc biệt. Đặc biệt là cái gì? Đặc biệt là hàng này là hàng rất nổi tiếng ở gần đây. Và nói chung là cũng chỉ có thâm niên lâu đời. khách vip. Chỉ bán cho nhà mày. Lâu lâu mình ra thế là nó phải tranh thủ nó gì nhỉ? Bào. Nó bao mình ăn cả phở nước lẫn phở trộn. Rồi bây giờ mình ăn đi nha. Dạ, chả đá của anh đây ạ. Ngon mà. Đậm đà ngon phết. Ừ. Nhờ. Món mới có nhưng mà chưa nhiều khách biết lắm. Thế ạ, tại vì là từ xưa đến nhà mày mở bây giờ là bao nhiêu, chính xác là bao lâu rồi? 49 năm. Năm lúc, sau là tròn 50 năm nhé. Lúc ấy tao mới nói là trong trên video là 20 năm. 49 năm mọi người ạ. Trang năm là 50 năm. Có khách còn bảo 573 mà. Có khách còn tư vấn thì từ 573 mọi người ạ. Chết, thế thì chứng tỏ cũng không thân lắm. Ừ, xem nào. Mà phở trộn ngon phết, một bát này bao tiền? Một bát phở trộn đùi thì là 40.000. Ừ. Phở nước thì vẫn thế. Phở nước nhập phở nước đùi là 40, còn phở trộn đùi là 45. Bật mí với các bạn nhé, là ngày xưa nhé, học chung lớp ấy, nó mê mình lắm nhưng mình không bao giờ mình mê. Ngược lại các bạn ạ. Không,
hồi cấp 3 là tao với mày, tao chơi thân với mày nhất mà. Đúng không? Thằng ai nấy lo đấy. Đúng rồi, thằng ai nấy lo. Đấy, xong rồi sau này cơ nhỡ cũng kệ thôi, chẳng giúp đỡ gì cả. Nên mình sẽ post một cái ảnh mà ngày xưa mà bọn mình chụp với nhau hồi live show. Làm live show vẫn còn cái ảnh đấy, mình vẫn còn, em mình sẽ post ở đây. Tính ra như thế là mình với cả Trang chơi với nhau là từ 2006 là đến bây giờ là 16 năm rồi. Quẩy dẻo nhở, dẻo ngon lắm, không bị ỉu nhá, cay lắm. Không phải do hàng của bạn mình mà mình khen đâu, nhưng mà ngon thật mọi người ạ. Nếu mà bạn nào mà đã từng ăn phở ở quán ở 42 quán thánh rồi, hãy comment ở bên dưới nhá. Và lần sau ấy, nếu mà mọi người ăn ấy, mọi người đến, mọi người đọc pass là kiên bạn Trang ấy, thì chắc chắn ấy là mọi người sẽ không được một cái quyền lợi gì đâu. Tớ bác Oanh à? Con chào bác Oanh. Chả thấy quẩy đâu. Rồi, bye bye nhá. Bye bye. Các bạn hãy ủng hộ cho Phở Tình 42 Quán Thánh và kênh YouTube của Gia Đình Cam Cam nhá. Ok. Chuyên nghiệp. Bye bye Danny nhá. Bye bye. Bọn mình đang dọn cửa hàng một chút. Đây là những cái đồ mà cũ. Đây, thì cái này sẽ là những thứ bỏ đi rồi thùng cắt tông. Dọn lại cái cỏ cho bên trong kia. Những cái này là những cái đồ mà vẫn có thể mặc được ấy. Thì mình sẽ cho bạn bè hoặc là ai có nhu cầu thì mình sẽ cho về để mọi người có thể mặc được. Điều đồ này vẫn kèm phải đi được đấy hả cô? Ừ. Rồi cẩn thận ngã nhá. Ừ, ngã rồi, cứ còn nghề rồi à? Rồi. Ui dồi ôi, bao tải trước bao tải sau này. Cẩn thận. Chỉ còn dừa thôi chứ hết các thứ rồi. Hết thạch, hết chân châu rồi hả? Ừ. Ôi giời ơi, chán. Dừa khô thôi. À còn dừa khô rồi hả? Ừ. Đây là sữa đậu nành hả chú? À đâu? Chè à, hết rồi. À chè cũng hết luôn. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì tàu hũ thường sẽ là tàu hũ nóng. Và cái nước đường nó sẽ là nước đường gừng nhờ chú nhỉ? Đúng rồi. Thì... chỗ chanh, chỗ ăn cơm, mùi dừa, nước dừa, cốt dừa. Đúng rồi, nước dừa, cốt dừa. Còn với tàu phớ ở ngoài Bắc ấy thì sẽ ăn với cả nước đường hoa nhài. Nước đường á mọi người, đây này, đây cháu mượn nhá. Nước đường, đây mọi người này. Nước đường này, sau đấy thì sẽ thả hoa nhài vào bên trong như thế này để tạo cái mùi thơm của hoa nhài quyện với cả nước đường. Ăn với cả thạch đen và chân châu nữa, nhưng mà hôm nay chú có hết chân châu và thạch đen mất rồi. Cả một hũ đầy như thế này mà bây giờ chú bán còn một xíu đây mọi người. Cứ đi rong ruổi khắp phố cổ thôi đúng không chú? Không, tôi chỉ bán loanh quanh mấy phố. Lâm quanh quanh mấy phố này thôi. Bán ở cái phố này là từ năm 87. Chú bán Lý Am Đế này từ năm 87. Ồ, chả, thế sao chú không tìm cái cửa hàng cho nó nhàn? Kiếm ở chỗ ngồi ấy, chứ vẫn đi xe như vậy. Nói chung không ăn thua. À không ăn, đi xe vẫn hơn đúng không chú? Tôi tập thể dục luôn. Nó cơ động nhiều thứ chứ. Chưa vào cái phố này nó tối lắm chứ sáng như thế này đâu. Cái cây còn... cối. Cây cối xong rồi ít nhà ấy đúng không ạ? Ít nhà với là toàn vườn với ấy thì... Đã ngày xưa nhá, dạ. Vào cái phố này mà vào tối á, dạ. Không ai dám vào đâu. Ồ, thế ạ? Chú ơi, chú ăn ly tạp phở với con cho vui. À, cảm ơn, vâng. Nó ngọt chú. À vâng, chú ăn được bao nhiêu thì ăn. Thế vào, mới vào. Mình nhớ ngày xưa ấy mọi người, khi mà mình với cả mẹ heo chưa, hồi còn chưa làm YouTube, hồi còn chưa làm KOL ấy, thì vợ chồng mình có một cái công việc chính nhất đấy là bán quần áo thôi. Những hôm nào mà buổi chiều này ở nhà, ở cửa hàng bán hàng hay là làm hàng mới rồi dọn dẹp cửa hàng như ngày hôm nay ấy, thì khi mà có một hàng tạp phớ này hay là một hàng chế độ đen thì bọn mình hay mua. Mặc dù có 10.000 thôi nhưng mà thú thực với các bạn, đây là sơn hào hải vị đấy. Năm sau là tròn 10 năm rồi. Bọn mình cảm thấy rằng là rất cảm ơn cái khoảng thời gian trước đây. Tại vì là phải có những cái khoảng thời gian vợ chồng mình vất vả, rồi vợ chồng mình buôn bán, phải làm việc ấy, thì bọn mình mới có ngày hôm nay. Để đến ngày hôm nay bọn mình có thể tự hào nói lại rằng là bọn mình cũng gặt được những cái thành quả nhất định này. Rồi con cái của mình thì rất là ngoan, xong rồi bọn mình thì có một cuộc sống đầy đủ hơn.
Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ 22 trong suốt 9 năm vừa qua và cả quãng đường sắp tới nữa. Bye bye nhé. Bye bye. Đây, mình đang chờ xe tới. Sau khi dọn dẹp ở cửa hàng xong thì bây giờ buổi tối thì mình sẽ có hẹn với cả Ninh. Sẽ đi ăn. Đầu tiên thì mình chỉ bảo Ninh là kiểu ăn cái gì đó vỉa hè ở ngay trên phố, trên trung tâm thôi. Nhưng mà Ninh bảo là lần trước ấy, khi mà Ninh vào Sài Gòn chơi thì mình đã mời Ninh ăn nhà hàng rồi, cho nên là hôm nay Ninh cũng phải mời mình đi ăn nhà hàng. Bây giờ mình đang đặt xe và chờ xe. Thời tiết buổi tối sẽ khá là mát nữa, cho nên là mình sẽ đi Grab Bike để kiểu hít thở không khí cũng như là thưởng cái không khí này nốt, tại vì ngày mai thì mình sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hello. Hello. Quay à? Hôm nay quay à? Quay một tí. Lên hình gầy đấy nhá. Nhá. Không, tại này em gầy hơn. Em vừa đi khách. À. Xinh phết nhỉ? Gửi lên 98 Tô Ngọc Vân nha. Tôi đã quảng bá mọi người ạ. Hàng ngày thì nói chung là ai bạn Sài Gòn ra em cũng dẫn đi. Em cua về. Ăn thử nha. Ngon phết nhở? Đồ đấy nó kiểu rất thuần Việt luôn ấy. Nên là hội Tây họ cũng hay thích. Bố đang ở đâu ạ? Bố đang đi ăn với cả chú Ninh nè. Hello. Chú Ninh là cái gì? Không nhớ chú à. Chú Ninh ấy. À đấy à. Quên. Con ăn cơm chưa? Xong tự dưng anh Kiên bảo đi ăn đi, mai anh về rồi. Thế hai mẹ con ăn chưa ạ? Ăn rồi, cam ăn. Bye bye Cam nè. Bye bye. Chú bye con nè. Lần sau chú vào đừng quên tên chú nữa nhá. Wow, lâu lâu hai anh em không ngồi ăn nói chuyện với nhau, nói đủ thứ trên trời dưới biển. Một năm rưỡi rồi, à đâu? Ừ, hơn một năm rồi mình không gặp nhau rồi. Đúng rồi. Sau đợt dịch nên chăn trở với nghề, các bạn hãy ủng hộ Ninh nhé. Thôi, đợt tới vào Sài Gòn chúng mình lại gặp nhau. Chúc anh một chuyến bay về thật an toàn. Thoáng hơn. Bác có cần con đèo bác không? Không được ạ. Bác có cần con đèo bác không? Vâng, được, anh em đèo thì càng tốt. À, thế con đèo bác một cuốc nhá. Hôm nay bác đi cả tối rồi, đi muộn okay, rồi. Okay. Thì con đèo bác nhá. Ok, ui, con chuyên đèo. Chuyên đèo đấy. Bác để con. Được. Vâng, rút cái này đây nhá. Vâng, bác cầm điện thoại luôn đi. Bác nghỉ ngơi một cuốc đi. Đấy, hiếm lắm mới có dịp bác được chở đi này. Tuyệt vời đấy. Tôi cũng đã ở trong Nam một thời gian rồi. Xong là ở bên Campuchia nữa. Ngày chưa đi bộ đội ấy. Ôi giời, đây rượu bia không uống thì có vui nhau thì cũng vài chén thôi, xong rồi thôi về nhà có rượu không uống, mà thuốc lá là thuốc lào bỏ hơn 20 năm nay rồi. Thế nên chẳng nghiện làm cái gì, đô đề cờ bạc không chơi, cũng biết đấy nhưng mà không chơi. Ôi tôi, cái tuổi của tôi mà bảo chưa làm bảo vệ này tôi không chơi đâu, trông non tôi thì thực không chơi, ngồi chơi tôi chưa được. Này bà ba tuổi chưa lên vợ bực gấp, tôi bảo giờ mà với tao nội tôi nhà tôi trông non nhưng mà nó chưa có thì tôi không đi nữa. Vợ thì bảo tôi ông ở nhà thôi, nhưng mà mình còn khỏe mạnh, mình muốn đi giao lưu cho nó buồn. Rồi, cái đấy là tôi xin. Con xin cái máy. Này, đây máy đây, kiểm tra đi. Con cảm ơn bác nhá. Vâng ạ. Hiếm có dịp mà rồi, đây là mấy gặp bác, chở bác như này. Bác lấy mũ, lát lấy mũ. Vâng, đây, vâng, tôi đã táo cho. Đây, đây, đây. Rồi. Đây. Con cảm ơn bác nhá. Vâng ạ. Vâng, bác giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Lúc mà book Grab xong thì mình thấy bác ý cũng lớn tuổi ấy. Thế là mình bảo là để mình đèo bác ý. Thế là mình đèo bác ý thật. Bác ý sinh năm 62, cũng rất là nhiệt tình, cũng kiểu rất là vui tính ấy. Thương ghê. Hôm nay đá bóng Việt Nam online. Vào!
Ô. Do mình xem đúng không? Bây giờ mình mới xem. Ủa? TV không xem được. Hồi hộp phết nhở. 5, 4, 3, 2, thắng ơi. Yeah, Việt Nam vào chung kết. Đau tim ghê. Hay, như vậy là sáng ngày mai thì mình sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa mới pack đồ xong, bây giờ thì sẽ ngồi làm việc một tí. Chắc là tối tí nữa thì mình cũng sẽ chỉ ngồi ở nhà, rồi ngồi ở khách sạn, xong rồi mình làm việc các thứ, rồi mình dựng video, xong rồi mình làm nội dung các thứ thôi. Chắc là ngày mai đi, ngày mai hẹn mọi người ở sân bay. Ngày mai thì khi mà đến sân bay mình sẽ quay cho mọi người một cái này. Và từ trước đến nay mình chưa bao giờ mình quay cả. Rồi, hẹn gặp lại mọi người sáng mai ở sân bay nhá. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Mặc dù có cái thẻ của Vietcombank này khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới vào thử cái phòng của Vietcombank. Nói chung là trông cũng ok, phòng thì nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà được cái thì khá là nhiều món ăn. So với cả các bên lounge khác thì mình thấy rằng món ăn có vẻ phong phú hơn này, rồi hoa quả cũng phong phú hơn. Đây, sáng nay thì mình ăn bánh cuốn với cả salad như thế này. Như vậy là kết thúc mấy ngày độc thân ở Hà Nội. Nói chung là mấy ngày vừa qua thì là những cái ngày mà mình cũng đi làm những cái việc linh tinh, và mình quay hết lại mọi thứ cho mọi người xem. Bây giờ thú thực với mọi người nhá, là mình đang khá là nhớ nhà rồi. Mình rất là nhớ mẹ Loan, rất là nhớ Cam, nhớ Chun Chan nữa. Và mình chỉ muốn bay về nhà thật là nhanh để gặp mọi người thôi. Có lẽ thì với nhiều người thì cuộc sống độc thân hay là cuộc sống gia đình thì tùy ở sự lựa chọn của mỗi người. Như cá nhân mình thì mình thấy rằng là ở thời điểm hiện tại thì so với trước đây thì mình rất là thích một mình, nhưng mà thời điểm hiện tại thì mình lại thích là kiểu gần mẹ Loan với cả Cam hơn. Còn với những bạn mà bạn đang muốn có cuộc sống độc thân này hay cuộc sống gia đình thì đó là sự lựa chọn ở các bạn. Và mình tin chắc chắn là với mỗi người thì họ khi mà làm bất kỳ việc gì thì đều có lý do, đúng không? Và nên được những người xung quanh tôn trọng. Chỉ cần là chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc cũng như là vui vẻ với chính cái cuộc sống đó thôi. Rồi, bây giờ chắc là cái vlog này nó đã rất là dài rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì 3 ngày vừa qua đã đi cùng mình này, nghe cùng mình làm nói rất là nhiều những cái điều liên thuyên. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ thích cái video này. Và nếu mọi người thích thì ấn like này, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna